chị ơi mãi em mới tìm thấy chị chị cho em hỏi mình lỡ yêu người có gia đình mình phải làm sao để giải thoát em đã biết cái sự thật người ta có gia đình bây giờ đây là cái sự chọn lựa của em sự chọn lựa của em tức là em muốn làm người thứ ba mãi mãi thì em phải có cái can đảm để mà đứng ở cái vị trí đó chị không có lên án ở đây nha không thì không có nói đúng sai cái gì ở đây nhưng chị nói là nếu như em có đủ can đảm em đợi được tất cả đời hoặc em mở như vậy làm vợ bé cả đời thì ok ổn thôi nhưng nếu như em cảm thấy hai năm ba năm không biết mở được không và nếu như người ta sẽ bỏ đi uh, người ta không bỏ vợ người ta chắc chắn người ta không bỏ con người ta hoặc người ta chắc chắn người ta sẽ coi em như là cái người kế bên vậy thôi nhưng mà em sẽ không có danh chính ngôn thuận và em có chấp nhận được điều đó hay không nếu em chấp nhận được thì tùy em thì cũng như chị nói chị không có đánh giá nhưng nếu em không chấp nhận được thì em đã có câu trả lời rồi đó tìm thấy cái giá trị bên trong của mình để biết được là đâu là cái chỗ mình muốn đứng đâu là cái nơi mà thuộc về mình ok chị ơi cho em hỏi yêu nhau 3 năm mà mình nói chưa hiểu nhau chưa hợp nhau nó đơn giản là nó nói với em là em em hay là anh không có thích nói lời chia tay em nói giùm anh đi tại đơn giản là anh chán rồi anh không có muốn yêu nữa đơn giản vậy thôi ok các bạn bớt làm màu làm mè cho những cái lời chia tay đi như nói thiệt á cứ đến nói ok ví dụ như gặp người ta được hai ba tháng đi qua đi lại đi ăn chè ăn chuối đồ gì đó xong thấy nói chuyện không hợp nhắn cảm thấy không nói chuyện trước mặt thì về nhà nhắn cái tin à uh, anh ơi em cảm ơn hai ba tháng qua em đã anh đã dành thời gian để mà tìm hiểu em và em cũng đã dành thời gian để nói chuyện và em cũng muốn hiểu anh rất là nhiều nhưng mà Ờ, em cảm thấy là anh không phải là cái mẫu người cũng như là những cái mà tương thích giữa em và anh em cảm thấy đi đường dài nó không có hợp ờ, và cảm ơn và biết ơn cái khoảng thời gian hai ba tháng qua tụi mình đã gặp nhau cảm ơn anh và chúc anh sẽ tìm được người hợp rồi xong nhắn cái tin, cái tin chị vừa mới nói cả trai cả gái đều xài được đàn ông nếu cảm thấy và nói cho mấy bạn nữ luôn đi chạy phụ nữ vậy này nó ngu lắm mấy em mà không nói thẳng vô mặt tụi nó xối xả vô nói vô nó với tụi nó là anh không có yêu em nữa là tụi nó cứ bu gì nhách tụi nó nhưng mà em nghĩ chắc anh thích anh có làm cái này này chị em nghĩ anh làm vậy là anh thích em đó em nghĩ anh cũng không bớt ảo bọn đi mấy má mấy má làm ơn đi thẳng vô vấn đề cho con cái mấy ba cũng vậy luôn mấy ba cũng là ơn nhắn cho cái mấy cái tin này đàn ông con trai nó ở cái chỗ gì nè em không có thích làm con gái khóc chị em không, em không có cái can đảm để mà nhắn những cái tin sát thương như vậy cho mấy bạn nữ mấy ông để như vậy nó còn sát thương sát muối hơn nữa tại vì nó mất thời gian con gái nhà người ta hiểu không? Thà cho nó đau một lần nó đau luôn nó đau chết thằng khác. Còn hơn nó ngồi đó nó ảo mộng nó tưởng nó là ảnh anh như em nghĩ anh vẫn còn yêu em, anh vẫn còn quan tâm đến em đó chị nhưng mà tại vì em em đoán như vậy tại chị có biết đâu chị có gặp ảnh đâu? Tôi không tôi không cần gặp cái, cái thằng đó tôi cũng nói cho mấy má nghe này không người ta không có yêu bà nữa người ta không có muốn gặp người ta không có muốn nói chuyện người ta đã làm rõ ràng rồi tại sao cứ bu người ta như bu đĩa vậy mình phải có giá lên mình phải chảnh lên mình phải đứng trên đôi chân của mình mình nói hai ba lần người ta không thích thì mình đi mà mình đi là mình đi một cái rụp chứ mình đừng đi cái kiểu mà mở cửa ha hé ủa anh có tới gõ cửa lại không vậy dẹp ngay và luôn ngày mai bắt đầu thực hành thực thi ok dẹp dẹp ngay lập tức ok chị ơi làm sao bớt căng thẳng hơn khi nói chuyện với người yêu về tiền bạc và tài chính ok thứ nhất để em nói chuyện với người yêu về tiền bạc và tài chính bớt căng thẳng đầu tiên em phải có kiến thức về tài chính trước ok khi em không có tiếng kiến thức thì em ngồi em nói chuyện với người ta em mới mất tự tình giờ chị nói ví dụ em là con gái chị là đàn ông ok giờ chị bày cho em cái cách là phụ nữ em ngồi em nói nè nhưng mà em phải học hay không chứ không phải là cái kiểu là chị nói làm sao em copy vậy em cũng phải thật sự hiểu kiến thức đó anh em nghĩ là hai đứa mình đã quen nhau ví dụ như một năm rồi đi ok à, đã đến lúc mình phải bàn về cái chuyện tương lai anh muốn anh là một người như thế nào trong 5 năm nữa dừng ở đó để cho họ trả lời ok ví dụ như họ nói anh muốn mấy năm nữa mua nhà công việc của anh ăn tiến anh sẽ muốn kết hôn anh sẽ muốn có con nếu như người ta bắt đầu vô cái chủ đề đó em mới bắt đầu đối đáp lại được còn nếu như người ta nói anh cũng không biết nữa để sau tính vậy anh đang đợi má anh bán đất rồi anh tính tiếp Dẹp bỏ ngay và luôn những cái thằng đó em mở với nó ở nhà nó cũng về nhà nó xin tiền má nó à. mất thời gian chia tay ngay và luôn ok nhưng nếu như là một người đàn ông mà gọi là họ có chí hướng họ xác định được là à bây giờ anh còn trẻ anh chưa có cái gì hết nhưng mà ba năm 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 nữa ví dụ như anh bắt đầu để dành tiền rồi tụi mình mua chung cư chung hoặc là em anh không có mua chung cư với em nhưng mà anh nghĩ đến chuyện là nếu anh có vợ anh sẽ mua cái này cái kia chẳng hạn em phải nghe cái, cái ước mơ của họ em phải nghe cái tương lai của họ rồi sau đó em mới ngồi định hướng lại nếu như họ hỏi ngược lại em thì em trả lời còn nếu không thì em tiếp tục hỏi họ hỏi ngược lại là còn em sao cho em hãy trả lời cái okay, rồi sau đó em nói dạ anh nghĩ cần bao nhiêu tiền để mà mua một cái nhà rồi mỗi tháng mình phải tiết kiệm bao nhiêu để mua được cái nhà đó rồi nếu như vậy bây giờ đi chơi hoặc là tiêu xài mình tiết kiệm lại thì nó sẽ như thế nào cái okay, rồi anh cái cái phương hướng của anh như thế nào để anh đến cái thời điểm đó anh có nhà anh có đất anh có cái này cái kia okay những cái câu đó em hỏi một cách như thể là em đang nói chuyện bình thường với bạn em vậy đó nếu như cả cái chuyện tài chính và tiền bạc ngay từ cái lúc chưa cưới mà em không nói được em cưới về em còn đập lộn nhau nữa à tại vì tiền bạc nó là cái rất là nhạy cảm chị đã nói rồi em mà không nói từ đầu sau này nó còn khó nói hơn mấy bạn mà càng vô đây nói với chị là tình yêu nó không có quan trọng mà tiền bạc đó chị ạ à. mấy cái đó là tao cho ra đi đó mấy cái đó là tao giữ thề nặng nề lắm á ok em phải đủ tỉnh táo em phải đủ khôn ngoan là một người phụ nữ chị đã nói rồi tuổi tác em sẽ không trả mãi mãi và nếu như em muốn có con em nhất định phải nghiêm túc Thì nhưng chị không nói em nói nó ngay ngày đầu em quen người ta 3 tháng 4 tháng trước hiểu không tán tỉnh qua lại rồi uh, quan hệ tình dục thử tất cả mọi thứ 6 tháng đầu đầu tất nhiên là không quan hệ ngay lập tức rồi nhưng chị nói là hai ba tháng đầu 6 tháng đầu tìm hiểu nhau tìm hiểu nhau hiểu nhau yêu thương nhau biết nhau rồi bây giờ bắt đầu quan hệ tình dục quan hệ tình dục cộng với những cái chuyện đó luôn rồi bây giờ một năm quen nhau rồi ok bắt đầu đi thẳng vào tài chính tương lai sao quyết định sau khi nào cưới sinh sao đàn ông có khi họ cũng thấy biết ơn em hơn bởi vì em nói với họ từ đầu và rõ ràng từ đầu đen dây để họ hiểu được là nếu như họ muốn tìm một người làm vợ họ cũng phải tìm những cái kiến thức như em đang tìm để mà ngồi lại nói chuyện với nhau để mà xây dựng gia đình tại vì khi em cưới một người làm vợ em không còn cái chuyện là tục quần ra quốc nữa bây giờ nó lên một cái chuyện khác đó là gia đình tức là con cái tức là tiền bạc nếu như em kết hôn cưới một người mà xong về không lo được tiền sửa tiền tả cho con không tìm việc được cho con lúc đó nó còn disaster nó còn là thảm họa hơn nữa kế okay. cho nên ngay từ đầu ngồi xuống nói nhưng em phải là người tìm hiểu về cái điều đó hiểu tài chính là cái gì tiền mỗi tháng là bao nhiêu để dành bao nhiêu mua cái gì mua đất mua nhà mua cái gì cũng được hết là bao nhiêu tiền không muốn mua cái đó đầu tư cái gì nên đầu tư cái gì để ra lãi đầu tư nên nên đứng tên thằng chồng của mình hay đứng tên mình rồi nên đứng tên hai đứa hay đứng tên một mình hay là có nên kết hôn hay không nên kết hôn chục em tìm xong mấy cái này em cũng không muốn kết hôn luôn trọn vẹn trong tình yêu là như thế nào vậy chị không có trọn vẹn trong tình yêu đâu em chị đã nói là tình yêu nó là vô dụng bớt nói chuyện tình yêu lại nghe không mấy bạn hả khi nào mới nhận thức ra được là yêu nó không có làm cho bạn khôn ra được mà chỉ làm cho mình ngu thêm ừ mấy bạn hay hỏi những cái câu sến xúa mấy bạn hy vọng chị nhi sẽ trả lời một cách sến xúa chị nhi xin lỗi chị nhi không trả lời sến xúa được chị nhi chỉ có thể read under the line có nghĩa là chị nhi đọc dưới cái câu hỏi của bạn là cái câu trả lời bạn đang muốn là cái gì nhi cho bạn câu trả lời thôi ngắn gọn xúc tích học những cái điều này là nó tốt cho mình sau này cuộc đời của mình sẽ khác đi chứ không có gì hết hết rồi như thường lệ đừng có quên like share và subscribe kênh của nhi